Khi tham gia câu lạc bộ phóng viên nhỏ thì em cảm thấy rất là tự tin khi quay trước ống kính, khi nói trước nhiều người và bảo quản được chất giọng tốt của mình và có thể viết được tốt những bài văn, có thể làm những tập tin tốt ạ. Một phần nó cũng rèn luyện được khả năng, rèn luyện được bản lĩnh, giúp em được thể hiện mình, cũng như là được các bạn biết tới. Và đặc biệt hơn là dùng cái khả năng của mình để tuyên truyền tới mọi người những cái thông điệp mà có ý nghĩa trong đời sống. Mục đích lớn nhất đấy là để truyền thông cho các hoạt động của nhà trường. Và bên cạnh đó, một trong những cái hoạt động rất được chú trọng đấy là phát triển các cái kỹ năng mềm cho các em học sinh. Đặc biệt đấy là các cái em có niềm đam mê đối với lại phóng viên, đối với lại nghề phóng viên, thì các em sẽ được rèn luyện các cái kỹ năng của một MC nhí, một phóng viên, một biên tập viên.